cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Thái tách thịt nạc thành miếng mảnh dài. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt bỏ phần mỡ. Cắt để dùng cho món bít tết. Cắt bỏ phần gân béo lọt ở trong. Cắt bỏ phần mỡ một cách thích hợp. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa ở trong rễ sườn, gân của rễ sườn. Trường hợp dùng cho bít tết thì cắt chỉnh miếng sườn một chút. Phân cắt từ chính giữa, cắt mỏng phía thịt lõi vai bằng máy thái thịt. Phía thịt thăn ngoại thì cắt để dùng cho bít tết. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa ở trong rễ sườn, gân của rễ sườn. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần gân béo lọt ở trong. Vì có phần gân dày nằm dưới lớp mỡ, cắt bỏ bề ngang 5 cm. Cắt chỉnh miếng thịt. Cắt bỏ phần mỡ một cách thích hợp. Cắt để dùng cho món bít tết. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa ở trong rễ sườn, gân của rễ sườn. Cắt bỏ phần gân béo.
lật mặt thịt, thái rời phần thịt nạc mỏng, cắt bỏ phần mỡ lọt ở trong. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt mỏng bằng máy thái thịt. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Lật mặt thịt, thái tách thành miếng mảnh dài. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt nhỏ, làm thịt băm bằng máy xay thịt. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Thái rời phần thịt nạc mỏng. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần gân và phần mỡ dày. Lật mặt thịt, phân cắt thịt lõi nạc vai và thịt sườn vai trên. Cắt bỏ phần gân béo lọt ở trong thịt lõi nạc vai. Thái rời miếng thịt nạc. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa.
thịt sườn vai trên cũng cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Thịt lõi nạc vai thì cắt đoạn theo thớ thịt, thái lát để dùng cho thịt nướng. Thịt sườn vai trên thì thái khối để dùng cho món ninh hầm. Thái rời phần thịt nạc. Cắt bỏ phần gân của thịt rẻ sườn. Thái rời phần thịt nạc có chứa thịt rẻ sườn. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Cắt bỏ phần mỡ lọt ở trong. Lật mặt thịt, thái rời phần thịt nạc. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt mỏng bằng máy thái thịt. Cắt bỏ gân của rẻ sườn, thái rời phần thịt nạc. Trường hợp dùng cho thịt nướng thì cắt bỏ phần thịt rẻ sườn. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa, phân cắt để dễ điều chỉnh. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự.
cắt đoạn theo thớ thịt, thái lát để dùng cho thịt nướng. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt bỏ phần màng, vừa kéo vừa lột cùng hướng với thớ thịt. Cắt bỏ phần gân của thịt rẻ sườn. Lật mặt thịt, loại bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Cắt bỏ phần thịt nạc mỏng ở phía ngoài. Lật mặt thịt, phân cắt phần sườn non và thịt bẹ sườn. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa ở trong rẻ sườn của sườn non. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ một cách thích hợp. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt bẹ sườn. Cắt mỏng sườn non bằng máy thái thịt. Thịt bẹ sườn thì cắt đoạn theo thớ thịt, thái lát để dùng cho thịt nướng. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Bỏ phần màng, vừa kéo vừa lột cùng hướng với thớ thịt. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Lật mặt thịt, phân cắt phần thịt ba chỉ và thịt thăn bụng. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt ba chỉ. Thái rời phần thịt nạc mỏng. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt thăn bụng. Cắt mỏng thịt ba chỉ bằng máy thái thịt. Thịt thăn bụng thì cắt đoạn theo thớ thịt,
thái lát để dùng cho thịt nướng. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Thái tách phần thịt nạc mông không mỡ và thịt lõi mông trên. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt mông trên. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Phân cắt từ chính giữa. Phần thịt nạc mông không mỡ thì thái lát để dùng cho món thịt bò quay. Phần đối diện thì cắt để dùng cho món bít tết. Phân cắt thịt bắp hoa. Phân cắt thịt lõi mông dưới và thịt ngoài mông dưới. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt ngoài mông dưới. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt lõi mông dưới. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt bắp hoa.
lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Cắt mỏng phần thịt ngoài mông dưới bằng máy thái thịt. Phần thịt lõi mông dưới và thịt bắp hoa thì cắt khối dùng để ninh hầm. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Phân cắt phần thịt góc tam giác. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt góc tam giác. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Phân cắt phần thịt đùi trong. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt đùi trong. Phân cắt thành thịt lõi bắp đùi và thịt đùi ngoài. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt đùi ngoài. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt lõi bắp đùi. Cắt bỏ phần gân béo lọt ở trong. Thịt góc tam giác và thịt lõi bắp đùi thì cắt đoạn theo thớ thịt, thái lát để dùng cho thịt nướng. Thịt đùi trong và thịt đùi ngoài thì thái mảnh dọc theo thớ thịt để dùng cho món xào.
phân cắt thành thịt mông và thịt xương. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt mông. Thái rời phần thịt nạc mỏng. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Lật mặt thịt, phân cắt để dễ điều chỉnh. Cắt bỏ phần gân béo lọt ở trong. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa của thịt xương. Lật mặt thịt, cắt bỏ phần mỡ và gân thừa tương tự. Thịt mông thì cắt để dùng cho món bít tết. Thịt xương thì thái lát để dùng cho món thịt bò quay. Cắt bỏ phần mỡ và gân thừa. Cắt bỏ phần gân béo lọt ở trong. Cắt khối để dùng cho món ninh hầm.